Sáng 29 tháng 3, Hội nghị Giao ban Bộ Quốc phòng tháng 3 năm 2024 được tổ chức dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, thượng tướng Phạm Hoài Nam. Tháng 3 năm 2024, Thường vụ Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ quyết liệt hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Nổi bật là việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, ngoại biên, không gian mạng, bảo đảm thông tin liên lạc cơ yếu đáp ứng các nhiệm vụ, không để bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trên địa bàn cả nước kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của một số cơ quan đơn vị. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với một số cơ quan đơn vị về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tổ chức chặt chẽ huấn luyện giai đoạn 1, kiểm tra huấn luyện tháng đầu, tổ chức huấn luyện các lực lượng diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chặt chẽ nghiêm túc, duy trì nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá trong tháng 3 năm 2024 với tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các cấp cùng quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ, toàn quân triển khai thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phân tích làm rõ đặc điểm tình hình thế giới trong nước liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời gian tới. Đại tướng Phạm Văn Giang nêu những định hướng và chủ trương, giải pháp cần tập trung thực hiện trong tháng 4 năm 2024, yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới và bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, nhất là trong dịp lễ ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Cùng với đó, Đại tướng Phạm Văn Giang yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các cấp phải sâu sát đơn vị, làm tốt công tác giáo dục động viên bộ đội, chủ động thông tin tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm, xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động của toàn quân.